Mắc ca Chu Tấn Văn làm giám khảo quốc tế Mr. Grand Philippines 2022. Mắc ca Chu Tấn Văn được mời đảm nhận vai trò giám khảo chấm thi đêm chung kết cuộc thi Mr. Grand Philippines Nam Vương Hòa Bình Philippines 2022 diễn ra vào ngày 25 tháng 9. Ban tổ chức Mr. Grand Philippines chính thức có lời mời đến Mắc ca Chu Tấn Văn đảm nhận vai trò giám khảo quốc tế tại đêm chung kết Mr. Grand Philippines Nam Vương Hòa Bình Philippines 2022 diễn ra vào tối ngày 25 tháng 9 tại Manila. Được trở thành giám khảo của một đấu trường Nam Vương tại Philippines, Nam Mắc ca 9X không giấu được cảm xúc vui mừng. Tôi cảm thấy rất vui khi một lần nữa được trở lại Philippines với một vai trò mới. Trước đây tôi từng có cơ hội dẫn dắt Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2019 tại Manila, đồng hành cùng đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2018 tại Cebu, lần thứ 3 trở lại Philippines với vai trò giám khảo chấm thi và có trách nhiệm. Chọn ra một đại diện cho Philippines để tham gia Mr. Grand International 2022 tại Trinidad và Tobago. Hy vọng bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, tôi sẽ góp phần tìm ra tân Nam Vương xứng đáng nhất. Chung kết Mr. Grand Philippines 2022 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 25 tháng 9 tại thủ đô Manila, Philippines. Nam Vương Hòa Bình Philippines dự kiến có 30 thí sinh tranh tài vào đêm chung kết. Người chiến thắng sẽ đại diện Philippines tham gia Mr. Grand International 2022 tại Trinidad and Tobago vào tháng 11 tới đây. Cuộc thi Mr. Grand International Nam Vương Hòa Bình Quốc tế là một cuộc thi sắc đẹp hàng năm dành cho nam giới, được thành lập vào năm 2017. Với tiêu chí tìm kiếm gương mặt xứng đáng, sở hữu vẻ đẹp hình thể khỏe mạnh và tri thức am hiểu văn hóa, truyền thống du lịch của các nước. Nam Vương Hòa Bình Quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức Mr. Grand International Organization. Philippines nhằm tìm kiếm gương mặt nam tính với sứ mệnh kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ hòa bình quốc gia và thế giới, kêu gọi lòng nhân ái của xã hội và đoàn kết nhân loại. Việt Nam từng có đại diện tham gia vào các năm 2017, Nguyễn Tiến Đạt, 2018, Lý Cao Thiên Sơn, 2019, Nguyễn Văn Tuân. Ngoài vai trò ban giám khảo quốc tế chính thức, Mắc ca Chu Tấn Văn còn được bổ nhiệm làm giám đốc quốc gia của Mr. Grand International tại Việt Nam. Từ năm 2021,